Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị sơ kết một năm thực hiện đề án về phân cấp ủy quyền quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Đà Nẵng. Phát biểu mở đầu hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, qua triển khai đề án phân cấp ủy quyền đã góp phần quan trọng trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội thành phố. Việc phân cấp ủy quyền không phải quyền anh, quyền tôi, mà mục tiêu trên hết là phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Phân cấp thì trách nhiệm rất rõ ràng. Tôi đã phân cấp cho anh thì anh toàn quyền quyết định và anh chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn ủy quyền này nữa, thì tôi ủy quyền cho anh là anh thực hiện cái nhiệm vụ cho tôi giao phân công. Nhưng mà nếu có cái chuyện tốt thì tôi cũng được hưởng. Nhưng mà cái gì không tốt thì trách nhiệm người ủy quyền cũng phải có trách nhiệm trong vấn đề đó. Các anh chị chúng ta đó là xem xét thử là trong quá trình phân cấp ủy quyền ấy, nó có gặp những cái khó khăn nào, có khó khăn nào mà mang tính cách chủ quan. Thứ hai rằng là những cái nội dung đó ta thấy phân cấp thời gian vừa qua nó không hiệu quả, thì cho nên ta có thể là thôi cái phân cấp ủy quyền đó. Rồi một số nội dung mà ta thấy là cần phân cấp ủy quyền nhưng mà ta chưa thực hiện thì hôm nay là chúng ta đề xuất để mà thành phố tổng hợp sẽ bổ sung vào trong cái đề án phân cấp ủy quyền. Theo đánh giá tại hội nghị, qua một năm thực hiện đề án, đã có 16 trên 18 nội dung trên 5 lĩnh vực trọng tâm được hoàn thành. Đáng chú ý là các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy nhân sự, đầu tư, đô thị và tài chính ngân sách. Có 2 nội dung phân cấp chưa hoàn thành là việc phân cấp cho quận huyện phê duyệt, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu, xây dựng khu chức năng trong phạm vi quản lý, địa giới hành chính, về phân cấp bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Về ủy quyền thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định ủy quyền 73 nội dung. Đồng thời qua thực hiện nhiệm vụ thì các cơ quan đơn vị đề xuất ủy quyền thêm 10 nội dung. Nhìn chung, qua thực hiện đề án phân cấp ủy quyền đã góp phần thực hiện cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu, đề cao vai trò quản lý trực tiếp của cơ quan chuyên môn và cấp chính quyền quận huyện, phường xã, giảm bớt việc tập trung thẩm quyền và công việc sự vụ về cấp thành phố.